Hello, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì ở clip trước thì mình thấy có rất là nhiều bạn comment là mong muốn là mình làm về map mới ở bên chế độ Arena. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm luôn. Đấy, như các bạn thấy thì vào map này thì sẽ có 8v8 anh em ạ. Vào đây là phải mặc đồng phục à? Không thể mặc trang phục riêng của mình được. Rồi, để mình xem nào. Ui, sao toàn súng cùi bắp thế này, mình quên set súng rồi, đang làm mấy cái nhiệm vụ ấy. Thôi cầm tạm Uzi I trận need a này đi. weapon. Team match. Let's Ok. Ở map này thì mình thấy trông cũng khá rộng ấy, tại vì 8v8 người thì nó phải rộng hơn mấy cái map go. kia. Còn về cách bắn thì nó cũng giống như mấy cái map khác thôi. Rồi, đông phết. Từ từ nha. Mình vẫn chưa quen map. Ô chỗ này. Ô. Tên này công xuống này. Vâng, đây chắc là thế là hai team thì mỗi team sẽ mặc một cái màu áo khác nhau, màu áo xanh da trời và màu áo màu cam. Khá hợp lý đấy anh em ạ, à, dễ nhận biết. Chứ mấy cái map 44 kia nhiều khi kiểu kẻ địch ấy, nó có cái viền đỏ đỏ xung quanh ấy, nhìn nó hơi bị hoa mắt. Đây này, đây mình sẽ công luôn anh em ạ. Úi dồi ôi, sau lưng nó bắn kìa. Chết rồi à. Úi dồi ôi, chuồn lẹ. Đây rồi, trước mặt luôn. Úi, không ăn được nó kìa. Trâu thế nhở. Rồi, thế là map này thì cũng khá đơn giản nhờ. Ô, mình nghe tiếng chân ngay bên phải đây. Ui, đã có tên công lên trên này à? Đâu rồi? Đây đúng không? Đây thì công lên này. Mình cũng nghĩ là map mới 88 thì nó sẽ rộng, nhưng mà mình thấy map này cũng không rộng lắm nhờ. Nó cũng chỉ hơn mấy cái map 44 kia một tí thôi. Rồi, nói chung là chưa quen map mới, anh em lại chơi nhiều thì sẽ quen thôi. Nhưng mà mình thấy map này trông rất là dễ nhìn. Úi rồi, hai tên luôn. Đây rồi, đấy. Khi mà một team mà có tận 8 người như này thì phải cần hai cây súng anh em ơi. Nhiều khi bắn nó không đủ đạn đâu. Đây có một tên đang tính công lên này. À, hai tên luôn. Tỉnh lắm anh em mà nó không công thẳng đâu. Úi rồi đây này. Ừ, hết đạn, hết đạn. Rồi, đây đúng không? Chết này. Ô. Trời ơi, mình tưởng là chết hai thằng rồi. Thấy ông kia ông nằm xuống thì ông chết luôn chứ. Bom đâu nhỉ? Ui, các bạn thấy ấy, 88 thì bắn nó gắt hơn rất là nhiều so với lại 44 thì giao tranh liên tục luôn. Cộng thêm quả map này nó cũng không hề lớn. Đây, ngay chỗ phía bên trong hành lang này. Đây rồi. Sở kiểu nằm giữa này nữa. Mình loot thêm, ít thêm đạn chín nhá. Không có ba lô nhỉ, nó chỉ có mỗi giáp với mũ, không lốt được nhiều anh em ạ. Đây này, à, tên này ngoáy kinh phết nhỉ, ngoáy chúng tôi này, ngoáy ra đi. Rồi sau lưng này, à chỗ này là chỗ nó hồi sinh kìa, nó đang bất tử kìa. Ô thế là map này cũng nhìn phát là thấy nhau rồi, vừa hồi sinh phát là nhìn thấy nhau. Ok, ô hết đạn, ốp bom này, vãi thật, thanh niên công lên ốp bom như đúng rồi. Đây nữa này, làm gì đấy bạn ơi. Ui bắn phê thật đấy anh em ạ, map này bắn phê đấy, mình thích mấy map này rồi đấy mọi người ạ. Vâng, map này thì cũng dễ nhớ nhở. Đây rồi, mới đầu thì lạ lẫm thật nhưng mà mình vừa mới đi vài vòng là mình đã gần như là thuộc địa hình rồi. Đâu ấy, sau lưng bắn mình à, chỗ nào nhở. Vâng, cũng có một vài nơi bị bắn mà vẫn chưa biết được nó đứng hướng nào. Thôi té thôi, nó ốp bom. Đây có một tên chạy ngay dưới này. Đấy. Mình chủ yếu là mình mặc dù mình không thuộc map nhưng mà mình nghe là mình cũng phán đoán được vị trí của nó đứng chỗ nào. Nghiêng ngó chúng tôi này. Này thì nghiêng nữa này. Rồi đông phết. Úi giời ơi. Sao trâu vậy? Đây rồi. Úi giời. Ô kìa. Thề đông lắm anh em ạ, 8 ông cơ mà. Nó ra liên tục luôn đi. Bắn không kịp thở nhưng mà phải nhận là bắn phê thật đấy. Này mình phải có 1249 thì 150 viên đạn thì mới cân được cả nguyên đội hình 8 người. Hoặc ít nhất cũng phải có MG3. Đúng rồi, cái này mà cho MG3 vào thì thôi bắn phê luôn. Ô, cầu thang này leo được anh em ạ. Đỉnh nhở. Ui giời ơi, làm gì đấy bạn ơi. Ô. Ui trâu vậy. Xoáy toàn đầu luôn mà vẫn 116 tiết, ảo thật. Mình không thể tin được là quả đấy mình không thể ăn được cái tên đấy chứ. Nhiều pha nói trâu hơn mình tưởng. Nhảy vào đây à bạn, nhảy vào đây.
Đấy, nhặt thêm một cây súng nữa. Cầm Uzi không thay đạn kịp được đâu. Đây trong này có người này. Này thì bắn đồng đội này. Úi rồi. Úi rồi ôi, đông quá. Nói chung là mình duyệt map này gọi là 9,5 điểm, hợp lý. Úi rồi ơi bạn ơi. Ok hết đạn. Trời ơi hết đạn đúng lúc quá. Great. You're about to win. Rồi, team mình là 75 kill rồi. Vậy là chơi cái map này là có tận 80 kill nha anh em. Là gấp đôi luôn. Gấp đôi kể từ số người cho đến cả số kill của cả team. Ui. Tên này nó ngó ra nó bắn nhanh thật đấy. Đây rồi. Ok, vậy là mình đã ăn được cái kill chốt hạ anh em ạ. Ôi, trận này MVP này. Để mình tổng kết xem nào. Team mình cũng... Vâng, 17, 12. Cũng khá là nhiều kill ở team mình đấy chứ. Rồi, mình sẽ làm thêm một trận nữa mọi người nha. Ui, trận này team mình có hai bạn nữ này. Lại còn hai bạn nữ còn xinh đấy chứ. Được của nó đấy. Thì ok anh em ạ. Sau khi mình đã test vài trận về cái map mới này ấy, thì mình đã đúc kết được với anh em là chơi map này các bạn cứ cầm cây shotgun M1014 này cho mình. Thề em bắn bao phê luôn. Mình đã thử cầm barrel rồi cầm cả M4 ấy. Nó không ăn thua đâu. Cầm cái này vừa bắn vừa thục cho mình. Bắn lực liên tục luôn anh em ạ. Bắn khi nào mà hết đạn. Hết đạn thì thôi. Đây bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Map này mình thấy nó cũng nhỏ thôi mà nó lại toàn nhiều ngóc ngách ấy. Là toàn tiếp cận kiểu toàn cận chiến ở phạm vi gần đấy. Đây là shotgun thì là một sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Đấy một mạng này. À đây rồi một tên chạy trước mặt mình. Dí cái tên này luôn anh em ạ. Ui dồi ôi hai tên. Ok không? Vai thật bắn như thế mà 117 máu ạ. Con này trâu bò thế. Chạy đi đâu. Ui không chết tên nào luôn á. Ui vẫn sống này. Ui đây rồi. Dí luôn anh em. Chạy à? Chạy đi đâu? Ô vẫn không chết à? Ok không? Ui dồi ôi sao trâu vậy? Ê, lớn đấy, cái cây shotgun này bắn đi bắn nhanh đấy, nhưng mà nhiều pha bắn mình chả hiểu sao cái máu như thế mà không chết. Đấy rồi. Đấy, anh em thấy không? Shotgun này thì thôi, cầm gần thì đấm mồm thì thôi, vẽ hết cả răng. Đấy, trận này mình sẽ cầm luôn hai combo, luôn hai cây súng này luôn nhá. Có hai cây súng ấy, nhiều khi thay đạn không kịp thì mình sẽ rút luôn cây thứ hai. À, chạy kìa. Úi rồi, úi rồi, đấy anh em thấy không? Shotgun thì thôi bá đạo lắm. Đây này, công xuống này. Công vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Săn bằng tất cả luôn. Đây này. Hết đạn rồi. Rút cây khác luôn. Từ mình vào đây, mình thay đạn đã. Vậy lại hiếu máu đã. Đây, ngay chỗ phía bên cạnh này. Ui, chết luôn rồi anh em ạ. Trước mặt này. Ok à. Rồi, toàn bắn cover cho đồng đội thôi. Ô. Ui, sao đông thế. Vâng, vừa lao ra một cái thì trước sau đều có anh em ạ. Ok, cái bình hoa chứ. Làm cái gì đấy bạn ơi. Rồi, thanh niên đang còn bay nhảy này. Còn một tên ngay trên đấy nữa nhưng mà chả làm gì được. Rồi, trước mặt mình này. Hai tên luôn. À, đây rồi. Úi rồi, hết đạn. Từ bình tĩnh, bình tĩnh. Nào, nào. Đây đúng không? Đấy, các bạn thấy chưa? Cầm thêm một cây súng phụ nữa. Úi dồi ôi, đi đâu bạn ơi, đi đâu. Úi, trước mặt mình này, đây, shotgun. Lao lên với chúng tôi này. Anh em thấy sức mạnh của cây M1014 bên cái map mới này chưa? Vào đây luôn, vỡ mồm cho. Đây nữa này. Úi dồi, úi dồi. Úi. À, mình tưởng là mình không giết được cái tên ở dưới chứ. Quái thì mình vẫn giết được rồi. Bị cái tên phía trên nó bắn. Không kịp né anh em ạ. Tại vì nó đông quá, không đỡ được. Nhưng mà các bạn thấy cầm cái shotgun này thì bắn bao phê. À, bắn đồng đội mình đúng không? Bắn đồng đội mình. Ôi, không chết à? Vâng, 3 phát shotgun không chết anh em ạ. Nhiều khi cây này hơi ảo đam. Rồi. À, nó chạy ở trên à. Ui dồi, toàn Groza. Đúng là bình tĩnh, bình tĩnh. Này, một tên nữa này. Chết chưa bạn ơi? Ui, không có chỗ né anh em ạ.
này nó biết mình cầm shotgun rồi cho nên là nó không dám gọi là đẩy xuống nữa, nó toàn đứng ở trên nó bắn xuống thôi. Tỉnh đấy. Đây này. Vào đây, riêng mà cỡ đi hành lang thì gặp shotgun thì chỉ có một phát thôi. À à, đâu ấy, đâu ấy. Đây là bạn. Đây là bạn. Còn tên này đó. Ui giời, ốp bom ạ. Ui. Vâng, quả mình shotgun quả mình sóc phát gần như full đam mà vẫn chỉ có 90 đam nhỉ. Cái này nó cũng hơi yếu. Bạn nào mà có S12K mà full phụ kiện đi, mình nghĩ là bắn cũng sướng đấy. Rồi ơi, nút trong này bạn. Nhưng mà cây này mình thấy nó vẫn thích hơn tại vì nó có một cái ưu điểm hơn cây S12K là cây này vừa có thể bắn vừa thay đạn được. Chứ còn S12K là bắn hết đạn là nó vẫn phải thay đạn như AR thôi. Đấy. Bắn với cái map nó bé mà nó đông người như này là phải cầm những cây súng gọi là vừa bắn vừa thay đạn anh em ạ. Đây này, sau lưng mình này. À đâu? Ôi dồi ôi, không kịp ăn tên này anh em ơi. Rồi trận này bay quá anh em ạ. Ui dồi. Phê thế nhỉ, thôi mình làm thêm một trận nữa nha. Bắn sướng quá. Mấy khi mà được gọi là ra được một cái map và một cái chế độ mà nó đúng theo cái sở thích của mình. Cứ cái map nào mà nó đông người mà nó bé mà cứ gặp nhau phát là phang liên tục như này. Cực thích luôn nhỉ. Ui dồi, trận này lại bên team bạn lại có hai bạn nữ kia xinh xắn thế nhỉ. Tại sao lại không về team mình ta? Rồi, tầm này thì nữa cũng phải bắn thôi anh em ạ. Đấy thì sau khi mình đã chơi khoảng vài game map này thì mình thấy map này nó cũng khá là dễ nhớ, nó sẽ chia ra làm 3 đường nhá, một đường mid và hai đường cánh. Khá là dễ nhớ thôi. Đường mid thì sẽ có một đường mid ở trên cao và một đường mid ở dưới. Đấy. Được đấy, map này mình đánh giá cao về map này, dễ nhìn. Bắn nó sướng và đặc biệt là nó có nhiều những cái backup, nhiều những cái ngóc ngách để luồn lách. À, đây rồi, một tên vừa nhảy xuống này. Đi đâu bạn ơi, chết ngay. Úi giời, lại còn leo cầu thang xuống nữa. Leo đấy thì không thể bắn được rồi. Ui, nó vừa hồi sinh anh em ạ, không đỡ được, từ từ. Ui, sau lưng này. Ok. Ui giời ơi, quả bắn lỗi quá. Quả mình tưởng nó nốc rồi, mình lại quay tâm đi chứ. Không sao, vẫn sống được. Đợi hiếu máu lại tiếp tục phang này. Đây, đây này. Úi giời, đồng đội mình làm gói rồi. Úi, trước mặt đồng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây rồi, ok, bị kẹt đồng đội kìa. Bị kẹt là toang cả lũ luôn. Chỗ này không có ai nhỉ? Ô, đâu ấy? À, bị ông đội mình xử lý rồi. Ô, đây này. Đấy. Những pha như thế này thì các bạn nên cầm thêm một dòng súng AR để xấy xa nữa. Đây, các bạn nhìn này. Ý sợ ơi, không hề biết mình. Ui, đồng quá. Nó ra liên tục đi. Trận này team mình có vẻ áp đảo hơn đấy. Công tận sang bên nhà của địch luôn. Ui, rồi ôi, đây à bạn ơi. Ui, phát mục luôn, anh em thấy mạnh không? Úi giời ơi, sướng chưa? Từ từ, mình bách mình hiêu máu. Úi giời ơi, nó bắn sau lưng. Ui. May mà quả đấy có ông đồng đội, ông chấn đam hết anh em ạ. Ấy à, có bom ấy. Đây, mình cứ đứng đây, mình đợi hiêu máu, mình canh me luôn này. Ui, nó sấy cái này à? Rồi, hai kiêu dân tận mồm luôn. Phê thế nhở? Lên đây bạn ơi. Nào, có tên nữa, nào vào đây, vào đây. Đi qua bên này à bạn, các bạn thấy cầm shotgun đứng ngách này thì ngồi cam quá hợp lý anh em ạ. Không thằng nào đỡ được. Rồi, mình lại tìm góc khác để mình tiếp cận đi. Góc này đồng đội mình khá đông rồi. À, cho quả bom lên chỗ nhà nó luôn này. Úi dồi ôi, sấy tìm mình à. Ok, bị kẹt. Úi dồi ôi, ok, lag. Đông người cho nên là cũng bị lag. Map này đất chật người đông ấy, nhiều khi bị kẹt là chuyện bình thường. Lỗi thay đạn nó cũng thường xuyên xảy ra anh em ạ. Đấy. Còn ai nữa không nhở? Trận này team mình mạnh thế nhở? Team mình yếu đi để mình thể hiện phát xem nào. Ok kìa. Chưa kịp làm gì đã chết rồi. Đây này. Ôi, vẫn không chết à? Ui, có tên đứng trên này. Đấy, đấy là khu mid ở bên nhà nó đấy anh em ạ. Khu mid chân cao, đây đoạn này. Đoạn này thì phải cầm AR thì mới ăn được, shotgun thì không đỡ được rồi. Mình chỉ có tiếp cận ở dưới thôi.
chết luôn rồi. À, đây này, trên này, trên này, trên này. Úi dồi, ok rồi. Rồi, cái phát thứ hai của mình nó không tính đam rồi. Vâng, thấy nhiều người cũng thích cầm cây súng gọi là Groza map này anh em ạ. Nhưng mà theo mình các bạn cứ cầm cây shotgun này cho mình. Bá đạo luôn. Groza nhiều khi mà cận chiến với cây shotgun thì một kiệt cũng chết rồi. Úi dồi ôi, công lên đây à bạn. Đâu rồi, kiếm ít kill nào trận này. Đói kill quá, rồi. Úi dồi ôi, lao, lao xuống đây bạn ơi, hổ báo đấy. À, đây, trong ngách này bạn ơi, vẫn ngồi đấy quăng bom. Ở đâu nhỉ? Đây rồi. Đấy, cứ thục 1-2 phát tầm gần thôi là team bạn bảng ơi. Không cần phải gọi là mất nhiều đạn và mất nhiều thời gian anh em ạ. Đây, tên này nhảy xuống này, chết luôn này. Ui dồi ôi, sọc được tên này một phát rồi nhưng mà hơi chậm anh em ơi. Bắn quá đã luôn. Ố, trước mặt này. Nào xuống đây, xuống đây. Xuống đây bạn ơi. Úi rồi, ba phát như thế không chết á? Đùa thật à? Rồi, lại bảo không chết đi. Ok kìa, sau lưng. Ui, vãi thật, nó có 15 tiết anh em ạ. Mà mình sọc 3 phát nó không chết. Quả đấy bị lỗi đam chắc luôn. Ra đây, ui rồi ôi, không thể đỡ được anh em ạ. Đi chết luôn này. Mình công luôn. Còn 4 kill nữa thôi. Cố gắng vớt vát được thêm 1-2 kill nào. Nó chạy trên đầu mình ấy. Cái thằng chân mít đấy thì không làm gì được rồi. Này, thằng chân mít này thì chỉ có lên nhà nó. Đây, mắc qua đoạn này, sau đó luồn lại ngược. Nhưng mà không kịp rồi, đồng đội làm hết rồi, đây này. Ui, trận này lại được MVP rồi anh em ạ. Đó, các bạn thấy sức mạnh của Sergan bên cái map này cho. Bắn cực kỳ thích luôn nha. Rồi ok, thì ở clip này mình trải nghiệm qua 3 trận luôn bên cái map mới TDM với 8v8 cực kỳ gọi là căng thẳng và kịch tính luôn. Thì bye bye anh em nhá và hẹn anh em ở clip sau nha.